Chào mừng các bạn đến với video của channel Bán Linh Kiện, chuyên mục DIY. Hôm nay Bán Linh Kiện sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc loa Bluetooth theo phong cách đài cassette ngày xưa bằng sự kết hợp giữa mạch giải mã MP3 Bluetooth và mạch audio TDA7297 cùng với chiếc loa 10W. Để làm được thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc loa 10W. Loa này giống loa TV, nghe khá to và ấm. Ở đây mình đã cắt phần tai loa đi để loa gọn hơn. Tiếp theo là hai chiếc loa 4 ohm 3W. Module giải mã MP3 Bluetooth. Module này có thể nghe nhạc từ thẻ nhớ USB, jack AUX và đặc biệt có remote điều khiển từ xa, khá là tiện ích. Vì mạch chưa tích hợp mạch khuếch đại audio nên sẽ cần phải dùng thêm một mạch khuếch đại audio. Trong video lần này, mình sử dụng mạch audio TDA7297, khuếch đại ra hai loa 15W, sử dụng nguồn từ 9-15V 2A. Pin và mạch bảo vệ pin. Mình sử dụng mạch bảo vệ pin lithium 18650 3S 11.1V 20A. Nhưng các bạn có thể dùng mạch bảo vệ pin lithium 18650 3S 11.1V 6A để có giá rẻ hơn nhé. Có điện áp 11.1V, có thể dùng làm mạch sạc 3 pin. Mạch có tính năng ngắt đầu ra tải khi pin yếu, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ xả quá dòng. Tiếp đến là 3 viên pin 18650, mình tháo ra từ sạc dự phòng. Jack DC và công tắc. Lần này mình dùng Formex 5mm làm vỏ hộp loa cho dễ cắt. Đó là tất cả các nguyên liệu cần chuẩn bị. Bây giờ mình sẽ tiến hành chế thôi. Thì việc đầu tiên cần làm đó là đo và cắt Formex. Kích thước hay sắp xếp loa như thế nào là tùy theo ý thích của các bạn nhé. Mình sắp đặt vị trí loa như thế này. Và ở đây, mình cũng đã cắt sẵn một tấm Formex rồi. Bây giờ chỉ việc gắn keo nến, cố định vị trí loa cũng như module Bluetooth nữa là xong mặt trước rồi. Vậy là mình đã xong mặt trước. Bây giờ mình sẽ đấu nối các module lại với nhau. Khi mua module Bluetooth sẽ đi kèm dây 2P và 3P như thế này. Mình sẽ cắm vào module. Tiếp đến là hàn nó với module TDA. Thì trước tiên mình sẽ tháo luôn chiếc áp ra để cho module được gọn hơn. Sau đó hàn hai chân bên này của chiếc áp để mạch luôn mắt volume, vì mình có thể điều chỉnh volume ở điện thoại hoặc module Bluetooth rồi. Tương tự như vậy thì mình cũng đã tháo luôn jack audio trên mạch. Hàn dây 3P với chân jack audio, mạch TDA. Tiếp đến là hàn dây loa. Loa 10W mình sẽ hàn một kênh, hai chiếc loa 3W mình sẽ hàn chung vào một kênh của mạch TDA. Tiếp đến phần pin của loa, mình sẽ quấn băng dính để cố định 3 viên pin lại với nhau. Tiếp đến là hàn dây, các bạn có thể nhìn sơ đồ đấu nối trên màn hình và chú ý đấu nối chính xác như sơ đồ nhé. Vậy là đã xong. Nhìn nó khá giống với một quả bom hẹn giờ. Và cơ bản thì cũng gần xong rồi. Bây giờ mình sẽ cắt và ghép các mặt còn lại của loa bằng Formex và keo nến.
và trước khi gắn pin cùng mặt sau của loa thì mình sẽ hàn gắn công tắc và jack sạc. Và mình dùng một ống nhựa ngắn để làm ống thoát hơi cho loa. Vậy là sau vài phút thì mình đã làm xong chiếc loa này. Khá là đơn giản phải không? Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng test âm thanh và chức năng của chiếc loa này nhé. Waiting to be connected. Bluetooth connected. Waiting to be connected. Audio input mode. Và vừa rồi, mình và các bạn đã cùng làm chiếc loa Bluetooth nghe khá hay mà làm thì cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Các bạn thấy chiếc loa này như thế nào? Hay có điều gì thắc mắc, cần tư vấn giải đáp có thể comment bên dưới. Hãy like, subscribe để luôn ủng hộ bản linh kiện ra nhiều video hơn nhé.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn có thể comment tên sản phẩm, số lượng và số điện thoại liên hệ xuống bên dưới video để nhận đặt hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất nhé.